kinh phục lửa cháy ngày hôm nay. Xin một chào vỗ tay cho các bạn chúng ta đến dầu lửa cháy hôm nay. Vâng, kính thưa quý khách, và trước khi chúng ta vào chương trình giao lưu thì tôi xin nói với quý khách của chúng ta như thế này: chúng ta hãy chào nhau bằng cái tiếng của tộc Lạch ở trên chân núi Lâm Việt Thọ, hay là có khách quý ngày hôm nay thì chúng ta phải dùng tới được gần. Và một lần nữa, trước khi với chúng ta thưởng thức được gần, tôi xin mời mỗi đoàn chúng ta cứ hãy bước ra hai ba người để chúng ta cùng nhau thưởng thức hương vị được gần Tây Nguyên. Quý giám là tôi biết là một lai là đồng lai của anh Hàm Rê không. Vâng, một lần nữa xin mời quý khách chúng ta hãy cùng nhau mạnh dạn bước ra tham gia thưởng thức hương vị được gần Tây Nguyên. Quý thân nhân ta đọc tốt một tăng qua bác hồ núi. Vâng, một lần nữa xin mời quý khách chúng ta hãy cùng nhau mạnh dạn bước ra tham gia thưởng thức hương vị được gần Tây Nguyên. Và trong khi quý khách chúng ta thưởng thức được gần thì các cô gái cô ta của chúng tôi sẽ có một cái bài hát hát bằng tiếng Đồng Lai, tức là mời quý khách chúng ta thưởng thức được gần. Thu hoạch để họ tạ ơn thần linh, đó là điều phong tục tập quán.
gái giá gạo đêm trăng. Mà ra đây nào, các cô gái miền xuôi ơi. Xin mời các cô gái miền xuôi hãy nhập bước ra nào, đứng xen kẽ với những chàng trai của thành chúng tôi. Vâng, và một lần nữa, xin mời quý vị, chúng ta vừa thưởng thức rượu cần, vừa thưởng thức một cái điệu múa chàng trai cô gái giá gạo đêm trăng. Coi các cô gái miền xuôi của chúng ta có biết giá gạo đêm trăng không nhở? Take a look.